tôi chỉ có cái mạng. Là bây giờ tuổi chỉ có 13, chưa đủ tuổi để làm những vụ nó vẫn không tha. Một chiếc già nên đã tìm nhiều cách kiếm tiền để dành được ở trong túi sách. Ngày ngày trôi qua chỉ cần anh và cha, ngày ngày trôi qua chỉ có cha và anh. Hai người đừng bỏ trời, ngày đến sức ngoại lo làm lo họ vẫn cùng nhau chống chọi. Tháng một tháng năm tháng ba chúng ba dưới một căn nhà chỉ cần anh và cha. Còn một ngày nhà tôi đi sang Mỹ, anh và cha cùng nhau đến thăm thủy. Lúc sáng đó sẽ không ngày cực khó, sẽ lo đâu không mong dù có, tôi chỉ mong sống được những ngày bình an. Vô nhà đó Trúc ơi. Bỏ rút nó, đừng ép là tùy bỏ rút nó. Cuối cùng cũng đến, tới bến cái phần đảo. Bỏ rút nó, chỉ có cái mạng. Là bây giờ chính là chính.